ban tổ chức đã hết tiền xịt khói rồi hả? Hết chỗ bán anh rồi. Ê, mình quên giới thiệu thằng bé. Thằng bé tay cầm tờ vé, số đây số đây số sổ chiều nay, vé số đây. Rồi. Phải chi giờ có cà phê hay nhân sâm nó bút mình lên ha. Uống cà phê không? Tôi có nè, pha cho. Dạ, cho em xin. Nguyên pha cho Huy ly cà phê nóng rồi Nguyên. Em uống ít ngọt hay nhiều ngọt? Dạ, có đường nhiều nó sẽ ấp đúng không anh? Ừ. Anh ăn đường ăn kiêng không sao? Đường ăn kiêng hả? Pha bình thường á, pha cà phê đen mà ngọt bình thường á. Cho em xin một ly luôn ạ. Hả? À, em vâng, vâng. Hai ly Nguyên. Anh Thành đang bị tiểu đường hả anh Thành? Đi đi. Cho uống mà đầu hử. Cái dòng sinh nó còn cái kia. Mình sống rồi. Ok. Sẵn sàng chưa bác cam? Dạ sẵn sàng đủ qua rồi. Ok. Sẵn sàng đủ. Nhìn thấy em chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen, dáng người thon thả không phải được cái đòn đá, em bước đi ngoài phố có tờ giấy khen, bao lời ông bố có tật em trả thêm, những kẻ theo đuổi thì còn quá kém, suy nghĩ đen tối chỉ một giá em là xác nhận người đó đời đó quá đen. Nhưng mà anh thì khác, nhưng rơi xin hiệu không lừa dét không bắn sai tín hiệu, hết thử làm nhiều bản thân là cam chịu, kèm đức tính nhưng tên tình trạng là dead view. Nhưng em đó em nhỏ đây tranh thủ có dịp gặp tên chắc phải tỏ bày, hay hơi vội nên đi không có quà, anh chỉ muốn nói đó là khí lực nè trong thâm tâm thành tao chính trực, tin anh đi anh đang nói thật mà em đúng thật là thích ngờ vực, đi trời đầu khi đang nóng nực nè không cho điện chung nên thêm mới bực, nói em làm sao rồi anh làm sao mà em làm sao mà em làm sao mà em làm sao còn chưa xảy ra đâu mà tay ngực sẽ có rộng bát là anh yêu dấu, anh sẽ xuất hiện trong bất cứ nơi đâu, tổng đài giải quyết tất cả những yêu cầu, trong đáy hoài nhã là nó có nhiều sâu, tự do tự tại cái nhau không cự lại nhẹ nhàng ô tô bản lĩnh không quay bản sắc thanh thiền luôn giữ tâm chánh niệm đầu hướng về vật sự toàn hướng về em baby em ơi. Em ơi, hỡi người là vì thành phố của em ơi, để anh quên mất sáng chưa đêm ngày, thời gian anh phải ghen đâu, phải tin mới yêu thì mới quen nhau, nếu như ngoài Bắc có đen vâu, sông Nam có anh là đen lâu, anh thích thẳng thắn không thích giả đò, thông tin về em mà cũng đã mò, anh chỉ muốn hỏi để em trả lời, chỉ cần bấy nhiêu là mình đã đời, anh không phải là tư sinh nho nhã, hay tử bạch mã tư truyền ngôn tình, anh giống thiên thần xa gã, chiến binh La Mã sừng sững như một công trình, anh thấy em và anh thích hợp và nói chung là anh kết màu đen, em cũng nên có một trang tuấn kiệt dành cho các dịp lễ tết của em. Em ơi, sao we do it? Sao we do it? Ladies and gentlemen, Black Cake! Em xin chào anh Trấn Thành, xin chào hai vị ban giám khảo và bốn vị huấn luyện viên. Em tên là Lê Ngọc Duy, rap name của em là Cà Nâu. Hôm nay em rất vui được đứng ở đây. Hả? Cái gì nào? Em có đang bận gì không? Thấy vội quá. Tại vì giới thiệu thôi, mình cứ bình tĩnh thôi. Em quen vậy? À ok, không sao, quen thì thôi, chịu dài. Alo, ừ. Alo, alo. Em tưởng chạy marathon khác đó. Alo. À ok, alo. Ok, thì nó cũng là những bộ môn cần tốc độ, ok. Alo, alo, alo. Vì sao em thích rap? Alo, dạ, alo. Vì alo. Khi em rap thì em nói được cái nỗi lòng của em ra thật nhất có thể, cho nên là em thích nó. Bình thường em có hay nói chuyện với mọi người không? Dạ có. Cho mẹ em chỉ có nhờ rap em mới nói ra những gì thật nhất. Cho em không thể nào đứng trước mặt mẹ mà nói những cái điều đó. Em chỉ mượn âm nhạc để đưa cho mẹ nghe. Dạ. Cho anh xin được phép hỏi là mẹ em làm công việc gì? Dạ mẹ em làm nhân viên văn phòng. Em nói là mẹ rất là cực khổ để nuôi em đúng không? Dạ. Mẹ đã trải qua những gì em có thể kể cho mọi người nghe một chút? Tại vì trước khi lên nhân viên văn phòng thì mẹ em chỉ là một công nhân bình thường thôi. Một mình mẹ em phải nuôi hai đứa con, phải nuôi em, cả em với chị. Tại vì ba này không có quan tâm lắm. Ừ.
Và bây giờ em ở với mẹ thôi hay là với cả hai? Có cả ba nữa. Anh rất là hiểu cái nỗi lòng của em, và anh hy vọng là tất cả những cái điều đó em sẽ thể hiện qua cái bài thi ngay bây giờ. Và anh chúc em thành công. Okay. Chúc quý vị cả nông. Nói tiếng anh nè. Đau. Đau lỗ tai quá. Em ơi, cho anh hỏi. Giờ nếu anh lấy mấy cái hạt này nè, mà nhỏ xíu anh bỏ vô bắn nó lên được không? Bắn cũng vui lắm, đủ màu sắc lắm á. I got a new light down, west side down. When the music got right now, when you light down. Riêng bản thân anh chịu không nổi vì em càng lớn em lại càng xinh. Và những lời nói này không phải là giả dối, và tất cả sự chân thành em ơi em bằng lòng không. Thôi còn không chắc nhưng nữa sẽ cố gắng. Còn bây giờ em xin sẵn cho tạo một nụ hôn. Yeah, anh sẽ là baba, còn em sẽ là mama. Yeah, nhảy, nhảy đi cha cha cha. Anh sẽ là baba và anh sẽ yêu em hơn cả ngày hôm qua. Đó là những ước muốn, những lời nói chưa hề rộng thuốc. Anh sẽ vững tin dù lên hay xuống vì đâu ai muốn bản thân mình buồn. Ở ngoài kia phong ba bão táp nhưng anh trung tình như rap bên anh. Như lá thêm xanh, như cây thêm căng, như anh luôn ước em ở bên anh. Qua bao lâu cùng sự cố gắng, anh vẫn đợi dù có khó khăn. Canh hồng cùng lời em làm người yêu, cuối cùng hôm nay ai đó cũng nhận. Em là bàn say, lên nhạc thêm hay. Bỏ rồi bỏ che nhưng đừng bỏ cái nắm tay. Sau đây khá giả là cả hai có vất vả. Nhưng đến lúc mà số không, nhưng để ôm là kỷ niệm mà sẽ tặng em nhanh hông. Ước mơ được một cái ôm em là động lực, là điều quan trọng như việc bấm nút khi mình nấu cơm. Anh hứa sẽ không la cả, chọn về nhà dù đời hối hả. Những việc cố gắng là cho mình, em lỡ có xa nhau thì anh xin hứa cũng không đòi quà. Và cái thời thơ ngày kết thúc, đã đến lúc em đặt niềm tin. Chờ anh theo với mẫn hỏi thì đào xin thưa vườn hồng nơi đó muôn hoa muôn lối. Nhưng chưa mở cổng nên là ít ai ra vào. Vì em nha, bây giờ anh mới dám hỏi nè em. Cô gái bao nhiêu năm tháng không biết tim em đã có ai vào hay chưa. Chưa, anh theo với anh hỏi thì em xin thưa em thích một người như người ta khờ quá. Đã rất lâu rồi chưa nói với em câu nào. Và bây giờ anh cưa đổ em rồi nha. Mắt này wow. Vâng thưa quý vị, Gà Nâu. Chắc là người thẳng quen hả? Tôi rất là thích cái cách mà bạn chinh phục Huawei ở những cái phút giây cuối cùng bạn. Nhưng mà em thất bại. Không sao em, anh không nghĩ là em thất bại. No, em không có thất bại. Trong tim anh luôn có một cái đạp cho em. Anh vẫn đợi dù có khó khăn. Anh không cùng lời em làm người yêu. Cuối cùng hôm nay ai đó cũng nhận. Em là bàn say, lên nhạc thêm hay. Bỏ rồi bỏ che nhưng đừng bỏ cái nắm tay. Sau đây khá giả là cả hai có vất vả. Nhưng đến lúc mà số không, nhưng để ôm là kỷ niệm mà sẽ tặng em nhanh hông. Vì em nha, bây giờ mận mới hỏi đau. Vườn hồng nơi đó bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà không biết là có ai vào hay chưa. Chờ anh theo với mận hỏi thì đào xin thưa. Vườn hồng nơi đó muôn hoa muôn lối. Nhưng chưa mở cổng nên là ít ai ra vào. Vì em nha, bây giờ anh mới dám hỏi nè em. Cô gái bao nhiêu năm tháng không biết tim em đã có ai vào hay chưa. Chưa, anh theo với anh hỏi thì em xin thưa em thích một người như người ta khờ quá. Đã rất lâu rồi chưa nói với em câu nào. Và bây giờ anh cưa đổ em rồi nha. Mắt này. Xin cảm ơn mọi người ạ. Huawei luôn có một cái đạp cho bất cứ ai. Em Huawei rất thích đạp người ta, em hiểu không? Em yên tâm. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel.